quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Sơn Tây, Hà Nội, nơi diễn ra lễ hội Trung thu thành cổ Sơn Tây xứ Đoài. Theo ghi nhận của chúng tôi thì có rất đông người dân đến để tham gia lễ hội. Mặc dù không khí khá nóng bức, nhưng mọi người đều phấn khởi và háo hức đón Trung thu năm nay. Các cháu rất là vui, nhộn nhịp từ hôm qua đến hôm nay là ở ngoài quảng trường này rất là đông vui. Con cảm thấy rất là vui ạ. Tôi thấy không khí hôm nay là rất là vui ạ, nhộn nhịp ạ, rất là đông hơn mọi năm rồi ạ. Không chỉ tạo không khí cho các cháu thiếu nhi đón mùa Trung thu trọn vẹn ý nghĩa, lễ hội còn được tổ chức mong muốn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và khôi phục lại những nét đẹp của Tết Trung thu Hà Nội xưa.